Nhân viên, nhân viên. Chào Vi, cảm ơn Vi đã chờ Hoàng tại khu vực ga Cô Phương. Dạ. Vi ơi, Vi sống ở Nhật Bản được bao lâu rồi? Dạ, em sống ở Nhật được 5 năm rồi anh. 5 năm rồi dạ. Vậy tiếng Nhật rành không? Dạ, cũng được chút chút thôi. Được. Động lực nào đưa bạn đến với đất nước này? Dạ, ông xã em. À, ông xã. Dạ. Tanaka, Nhật Vi, đồng nghĩa với việc là ông xã cũng họ là Tanaka, Tanaka luôn. Tanaka, dạ. Tên đầy đủ của anh là gì? Tanaka, Takaaki. Đó là tên đầy đủ của anh ấy. Dạ. Bạn có mấy cháu rồi ạ? Dạ, em có một bé gái 4 tuổi rồi anh. Một bé gái 4 tuổi rồi, dễ thương quá. Con trai của anh cũng 4 tuổi dạ. rồi. À, bé gái nhà mình tên gì ạ? Dạ, tên là Tanaka Miri ạ. Tanaka Miri. À, vậy thì ngày hôm nay Hoàng Đức Bơ cũng đang rất mong muốn gặp gỡ gia đình của Nhật Vi á. Dạ. Thì như Nhật Vi nói là bé gái có đi theo nhà dạ, mình. Dạ đúng rồi, ông xã em cũng đi theo luôn. Dạ, dạ. Vậy mình đi gặp dạ, em mời anh. Chồng và con gái của Nhật Vi cùng ra đón Hoàng Đức Bơ. Dạ. À, đây đúng không ạ? Dạ. Takaaki chính là chồng của Nhật Vi và đây không ai khác chính là bé Miri. Hello, how are you? High five. Yeah. Bé rất là kháu khỉnh, rất là đáng yêu và dễ thương. Có chút xíu ngại ngùng của con gái, không sao hết. Nhật Vi, hiện tại thì bạn sinh sống tại đây, bạn làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang làm ở bếp ăn của trường mẫu giáo ạ. Ồ, bố vậy bé Miri thì sao? Bé học ở đâu? Dạ, bé học cùng trường mà nơi em làm việc luôn á anh. Ồ, hay quá. Vậy là dạ. bé gần mẹ rồi, chăm dạ. sóc rất là kỹ. Dạ, mẹ cũng rồi. Yên tâm nữa. Dạ, đúng rồi. À, bên cạnh đó thì cái công việc này nó tạo nên nhiều niềm hứng thú dành cho Nhật Vi không? Dạ, đúng rồi. Thì em làm công việc này thì em cũng biết được nhiều lắm. Ừ. Cũng cách nấu ăn cho mấy bé hay sao, rồi về chế độ dinh dưỡng, đồ nói chung là cũng học được nhiều điều hay. Dạ hả? Dạ. Bé 4 tuổi rồi thì dạ. Anh Taka kia có thường hay phụ Nhật Vi là chăm sóc bé như là pha sữa thay tã cho bé không? Ano, ikuji wo tetsudatte orimasu. Wow. Đó. Phụ em làm nhiều lắm. Đàn ông Nhật Bản chân chính đó là phụ sắn tay vô phụ vợ làm hết. Và ngày hôm dạ. nay chúng ta nếu như bé Miri không có đi học. Dạ. Thì mình đi chơi thôi. Dạ. Được không ạ? Dạ được. Theo Nhật Vi, địa điểm nào là thích hợp đầu tiên? Dạ, em nghĩ là đi công viên giải trí anh. Công viên giải trí? Wow. Ngày đúng sở thích của Hoàng rồi, công viên giải trí. Mọi người cùng đi công viên Fuji Q Highland bằng xe ô tô của anh Takaaki. Đâu? Nhưng mà hôm nay mây nó hơi nhiều cho nên nó bị che. Thấy được có chút xíu. À, là anh chỉ thấy được đỉnh núi nè, xung quanh là mây trắng. Thời tiết nó không được đẹp cho lắm. Núi này núi đâu anh? Núi Tỉ hả? Cao vậy? Chơi chơi hả? Chơi chơi hả? Ờ... Đã vậy? Ở cái chỗ này chỗ... Tên gì? Fuji Fuji Q. Thưa quý vị và cả gia đình chúng tôi đang có mặt tại khu vực giải trí Fuji Q Highland. Tôi cười vậy thôi chứ, chứ lòng thấy lo lắng lắm. Quý vị có thấy được phía sau lưng của quý vị á, sau lưng cái màn ảnh nhỏ đó chính là một đường ray rất là rộng lớn. Fuji Q Highland là công viên nổi tiếng thế giới với trò chơi tàu lượn siêu tốc. Đây là công viên có nhiều trò chơi đạt kỷ lục Guinness thế giới. Anh Taka kia có hồi hộp không ạ? Doki. Có ai được nè? Cũng tim thầm anh. Ừ, anh cũng tim thầm nè em ơi. Hai. Rất nhiều trò khủng khiếp không chỉ ở bên đây đâu quý vị. Tất cả mọi nơi. Ở Fujiyama có 4 trò đạt kỷ lục thế giới. Trong đó có tàu lượn siêu tốc lập kỷ lục là tàu lượn có quãng đường dài nhất đến 130 km. Điểm rơi tự do cao nhất đến 70 m, tương đương với việc rơi từ tòa nhà 20 tầng. Chặt quá em ơi, quay đi ra, chặt quá. Oh my god! Mom! No! I don't want to die! Ah! Oh shit! Oh my god! No! Nó cao lắm luôn á.
World Record 79m, có thể quỳ 79m là chú Si ơi. Quay đâu hay vậy? Không theo một cảnh. Không có cảnh giỏi vậy? Cái gì? Không có cái cảnh đâu, quay phim á. Mà không cần cầm cái máy nhỏ rồi đúng không? Trời ơi, chưa gồng kìa. Anh có chưa gồng kìa. Trời ơi, giống như là ra là cười. Còn có thể chụp lại hình kỷ niệm khi đang chơi trò chơi này nữa nè. Tiếp theo là trò chơi dành cho mùa hè, Cool Japan. Thuyền rơi đột ngột từ độ cao 30m. Đói quá đói. Mệt quá. Thì bây giờ thì cả nhà mình có thể giới thiệu một số món đặc sản tại nơi đây cho Hoàng biết được không? Hoàng san, 次に山梨の名物を食べに行きましょうか。ほうとう。ほうとう là món ăn nổi tiếng của山梨。ほうとう。Dạ. Chà, tò mò quá. Tại sao mang tên này ta? Ho to. Ho to là. Ho to là ăn nguyên một tô luôn hả? Bự lắm hả? Hay sao? Không, nó chỉ là tên gọi thôi anh. À, một cái tên gọi. Dạ. Ho to. Đi thôi. Đi thôi. À, đói quá rồi. Cả buổi sáng chúng ta hoạt động rất là nhiều. Đây là khoảnh khắc để chúng ta có thể thưởng thức ẩm thực. Và khu vực này vẫn là của thuộc tỉnh Yamanashi đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Dạ, đây nè. Còn đây là nhà hàng Momizite, nơi mà bán hô tô anh. Là cái món ăn mà nổi tiếng. Đây là nhà hàng nổi tiếng với món hô tô. Nhà hàng Momizite. Mùi thơm thật là hấp dẫn thưa quý vị. Đây chính là món đặc sản của vùng Yamanashi, mì hô tô. Hô tô là món mì được làm từ bột gạo và cắt thành sợi, được nấu trong súp miso cùng với rau củ, là món ăn đặc sản của vùng Yamanashi. Ngon cực. Trời ơi, em thèm cái sợi mì à. To lắm mà dày lắm mà hình vuông vuông vậy đó. Sao Đang đói dữ quá. Ngon à. Giỏi quá, mì đi giỏi quá nha. Đây là dịp thích hợp hỏi Nhật Vi về câu chuyện tình yêu của cô và anh Takaki. Anh Takaki
khi sang Việt Nam công tác, sống một mình và đã gặp Vi tại một nhà hàng món Việt Nam. Rồi, cái ấn tượng đầu tiên của Vi dành cho anh ấy như thế nào nào khi vừa thấy anh ấy? Rất là hiền. Hiền lắm. Hiền mà có vẻ nhát nhát, ít nói. Vi có thấy lạ không khi thấy có một gã đàn ông cứ ngày nào cũng đi ngang qua chỗ mình làm? Em cũng thấy kỳ kỳ. Kỳ kỳ? Có đặt ra câu hỏi trong đầu mình không? Ủa sao mà cứ ngày nào cũng đi ngang nhìn là sao? Nhìn thì vô ăn đi. Nhìn thì không vào ăn. Nhìn thì không. Đến bao lâu thì anh mới vào nhà hàng anh ăn? Dạ chắc cũng mấy tháng anh. Trời ơi rồi, mấy tháng ngày nào cũng đi qua lại hết. Tính ra là gần cả 100 ngày luôn anh đi mang qua mới tiến hành là tiến vào nhà hàng để ăn, để gặp Vi. Anh có trực tiếp nói chuyện với Vi ngay từ lúc đầu không? Dạ không, bạn anh nói. Bạn anh nói tiếng? Dạ. Bạn anh nói gì? Bạn anh nói tiếng Việt cũng sành lắm anh, cho nên cũng mở lời trước. Mở lời sao nè? Là cũng nói là anh bạn ơi, anh có vẻ thích em rồi gì đó. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Rồi cái lúc đó ảnh ngồi sắp ảnh thấy gì? Anh xấu hổ cũng biển lẻn cười. Và bây giờ thì không biết là anh Takaki, tại sao anh lại yêu Nhật Vi ngay từ ánh nhìn đầu tiên? Tôi mê bồ đề ですね. あの仕事から帰ってきてご飯を食べに行こうとしてちょうど見かけて可愛いなと思った。Phản ứng của em sao? Mình sẽ mình giải bao chảnh chọe. Hay là mình sao mình cởi mở hơn? Dạ thì em cũng bình thường thôi, xong rồi tôi cũng xin số điện thoại rồi để dễ liên lạc, rồi xong làm bạn luôn. Rồi cũng có hẹn hò. Dạ cũng có hẹn hò. Uống cà phê. Dạ. Xem phim không? Dạ có, xem phim luôn. Không hiểu nhưng cũng xem. Rồi đến bao lâu thì anh mới tỏ tình vậy? Dạ thì cái ngay cái lần hẹn đầu tiên là anh chỉ vô cuốn sách mà từ điển á, nó có câu là yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên đó, đó là anh chỉ ngay cái câu. Chị đúng nghe câu độc nhất luôn, thật là xuất sắc. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, the first look so important. Và rõ ràng là bạn rất là xúc động trước tình cảm đó. Nhưng mà khi tiến đến hôn nhân á là cả một nỗi mối lo của cả hai gia đình, đặc biệt là gia đình của Nhật Vi nữa. Ông bà ngoại của bé Miri á ủng hộ không ạ? Dạ rất là ủng hộ, tại ông xã em mỗi lần mà nghỉ lễ á thì về quê em chơi, về nhà em chơi thì thấy cũng hiền lành, siêng năng chăm chỉ rồi quét nhà đồ, dạ, phụ rửa chén giặt đồ rồi, cho nên ai cũng ấn tượng hết. Quê bạn ở Nha Trang, Khánh Hòa đúng không ạ? Nhưng mà trước hành trình ngày hôm nay của người kết nối còn khá là dài nữa. Thì không biết là sau khi mình nạp đủ năng lượng với món hô tô rồi thì cả nhà sẽ dẫn Hoài Rapper đi tham quan hay là đi thưởng thức một cái đặc sản nào đó tại khu vực này nữa không ạ? ここは富士五湖の一つ河口湖。ここにが一番富士山が綺麗に見える場所がありますので、そちらに行ってみましょうか。Từ công viên Fujikyu đi đến hồ Kawaguchiko bằng xe ô tô sẽ mất khoảng 10 phút. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi đang hướng theo lên đỉnh của một kỳ danh được mang tên là Fuji Panoramic Ropeway. Đây chính là hướng để đi cáp treo, kính thưa quý vị. Khách du lịch sẽ lên đài quan sát ngắm nhìn núi Phú Sĩ và hồ Kawaguchiko bằng cáp treo. Cái cáp treo này là khá an toàn, rất là an toàn. Đường vây rất là kín này. Và chứa được rất là nhiều người. Mình sợ độ cao lắm đó. Sao bữa nay chơi toàn trò bảo hiểm không vậy? Mama, độ cao sao? Anh đi siêu. Tôi sao? Độ cao sao? Tôi sao? Độ cao sao? Tôi sao? Độ cao sao? Wow. Đẹp quá đi. Đẹp quá. Wow. Đẹp quá. Wow. Wow, mini. Núi Phú Sĩ nổi tiếng thế giới rồi. Và quý vị có thể thấy đằng xa xa kia, đỉnh núi chính là Fujiyama.
Mát quá. Với chiều cao 3.776m, núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Tuy là có một ít mây, nhưng cuối cùng mọi người vẫn có thể nhìn thấy ngọn núi hùng vĩ này. Mặt quỷ thời gian ngày hôm nay của chúng ta cũng sắp khép lại rồi. Ngày mai chắc chắn sẽ là những dấu ấn mới nữa, khi Nhật Vi sẽ nói lời cảm ơn với rất nhiều nhân vật đặc biệt đã từng giúp đỡ bạn và hiện tại đang có một mối quan hệ rất là tốt với Nhật Vi nữa. Dạ. Những nhân vật đó là những ai ạ? Dạ, đó là các cô mà làm chung trường với em anh. Cô hiệu trưởng, xong lại cô bếp trưởng, lại chị làm cùng với em. Đồng hương với nhau, sẽ có nhiều người Việt Nam sống tại Nhật Bản thấy bạn mới chân ướt chân ráo đến đây, người ta sẽ giúp đỡ. Nhưng lần này ngược lại, lại là ba người Nhật Bản. Cơ duyên nào? Bạn có thể kể trước không? Để ngày mai Hoàng gặp gỡ họ. Dạ, cô hiệu trưởng thì do bé em học học trường mẫu giáo. Ngày ngày em cũng đưa đi đón về, xong tự nhiên cô cũng ngỏ lời. Cũng muốn là em là có muốn làm ở trong trường phòng ăn vậy ạ. Bếp ăn của trường hay không thì đó cũng là một cái mà mình giúp đỡ em trong công việc. Ngày hôm sau, Hoàng Rapper cùng Nhật Vi gặp ân nhân của cô. Và bây giờ thì không biết là chị ấy đã đến chưa, gia đình họ à đây rồi. Họ tới rồi. Ý. Chào anh. Chào cả nhà. Chào anh. Chào buổi sáng. À, để nhớ bài. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Nhưng mà ngày hôm nay thì sau cả ngày hôm qua chúng tôi đã đi giải trí rất là vui tại khu vực Fuji-Q. Thì bây giờ cả nhà đang có mặt tại trường mẫu giáo, nơi mà Nhật Vi công tác cũng như là bé Miri đang học. Thì trường mình tên gì ạ? Trường mình tên là Thái Mê Hồi Cửa Sổ. À, ngôi trường này wow, nhìn rất là đẹp. Nhật Vi đang làm công việc cấp dưỡng tại nhà trẻ Thai Mê. Đây cũng là nơi bé Miri đang theo học. Đấy, Miri rất là tốt, rất là giỏi. Miri bye bye. Bye bye. Ba cô giáo ở đây chính là ân nhân của Vi. Xin giới thiệu, đây là cô hiệu trưởng của trường em. À. Cô tên là Keiko. Đây là cô Kobayashi Sensei, là cô chuyên gia dinh dưỡng, cũng là bếp trưởng của bếp của trường. Còn đây là cô Arinumi san, cô Arinumi vào cùng lúc với em luôn anh, giúp đỡ em rất là nhiều. Đồng nghiệp của em. Bây giờ để cho các cô tập trung vào công việc của mình đi, thì xin phép Nhật Vi là cũng giới thiệu cho Hoàng một số khu vực tại quanh trường mình được không ạ? Dạ lớp anh. Ok. Đây Miri cũng học ở đây anh. Ôi Miri rất là vui kìa. Ba bốn tuổi. Miri khi mà được tiếp xúc với bạn đồng trang lứa bé tự tin hơn rồi. Dạ đúng rồi anh, tự tin. Đúng rồi, mình nên để cho các bé tự tin như vậy, tự nhiên như vậy, phát triển nhiều hơn. Quá mệt luôn. Trời ơi. Và đây bây chỉ có một chút xíu thời gian trong buổi sáng thôi để tiếp xúc với các bé, gặp gỡ mọi người, mà không ngờ là các bé trong độ tuổi này rất là cởi mở, rất là năng động. Đây là nơi làm việc của em anh. Đi vô cánh cửa này là đi tắt qua lối bên đây thì mình sẽ vào trong căn bếp, nơi mà Nhật Vi cùng với các người đồng nghiệp của mình sẽ thực hiện những bữa ăn thật ngon và dinh dưỡng. Đây là bếp của trường. Ui, đẹp. Wow, khu bếp của trường mình giống như là nhà hàng luôn á, nhà hàng 3-4-5 sao luôn, rất là sạch đẹp, gọn gàng, ngăn nắp và được xây dựng đầu tư cơ sở hạ tầng khá là kỹ lưỡng. Trời ơi, rất là chỉnh chu luôn á, rất là chuyên nghiệp. Bạn tưởng tượng như là một đầu bếp thực sự luôn á nghe. Cho anh hỏi một câu nữa thôi, thực đơn ngày hôm nay dành cho các bé là gì?
thực đơn là hôm nay là bí mật tí nữa anh sẽ biết. Ok. Dạ, chắc là ngon miệng lắm đây. Nào, xin mời em. Làm đi em, làm đi. Hôm nay, nhà trường tổ chức tiệc sinh nhật cho một số học sinh có ngày sinh nhật trong tháng. Hoàng Rapper vinh dự được tham gia ngày vui này của các bé. Kính thưa quý vị, Hoàng Rapper đang có mặt tại khu vực phòng của ban giám hiệu. Hôm nay chính là một dịp, một sự kiện rất là đặc biệt dành cho các bé. Đó chính là trường của chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật tập thể cho những bé nào có ngày sinh trong khoảng thời gian tháng này. Và các cô giáo đã rất chỉnh chu, từng bé sẽ được chuẩn bị từng tấm thiệp khác nhau với những bức ảnh được cắt rất là đẹp và thiết kế rất là vui mắt để dành tặng cho từng bé một. Yeah, we have a good time. I'm from Vietnam. My name is Hoàng Rapper. Yeah, Rapper. Yeah, what's up? Okay, how you feel today? Woo! What's up, everybody? Yeah. Chủ nhân của buổi tiệc hôm nay chính là các bé có sinh nhật trong tháng này. Các bé khác cũng cùng chúc mừng sinh nhật các bạn của mình. Ghê chưa? Oh, ghê chưa? Hôm nay bé Miri cũng đi, tham gia biểu diễn. Ghê chưa? Nhật Vi cũng đang rất bận rộn với việc chuẩn bị đồ ăn. Đồ ăn được chuẩn bị xong thì vừa đến giờ ăn của các bé. Wow, kính thưa quý vị, sau khi thực hiện rất nhiều hoạt động trong buổi sáng ngày hôm nay như là chúc mừng sinh nhật, múa hát, đi bơi, rồi chơi đùa với các bạn và được các cô chăm sóc rất là kỹ, thì tất cả các bé được tắm rửa rất là sạch sẽ để bước vào bữa ăn trưa. Và ngày hôm nay là một dịp rất là đặc biệt của bé Miri, nên Hoàng cũng xin phép ban giám hiệu là cho phép bé Miri cùng với mẹ của mình là Nhật Vi sẽ ngồi tại bàn ăn này để chúng ta cùng giao lưu với nhau. Chứ bình thường thì Miri cũng sẽ ngồi chung ăn chung với các bạn, đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Và thật sự là vừa trao đổi mà vừa nghe mùi thức ăn rất là thơm, rất là ngon quý vị ạ. Cơm mà rất là nhiều màu sắc. Dạ, đây là cơm trộn với lại tôm với lại các loại rau anh. À tôm. Cơm không những thơm mà còn dẻo nữa. Wow. Ngon không? Ngon, ngon cực kỳ luôn á. Vậy hả? Tuyệt vời luôn á. Mà vừa đủ no em, anh cứ tưởng vậy ít. Mà ăn nén lại á, đã lắm. Vừa đủ no luôn. Ủa ăn khỏe quá ha. Thích ăn được vậy là khỏe lắm á. Thịt nhồi cùng với nấm và tương. Lúc này thì Hoàng Rapper cũng được thưởng thức các món ăn Nhật Bản mà Nhật Vi cùng đồng nghiệp nấu. Tranh thủ vào giờ ngủ trưa của các bé, Hoàng Rapper gặp và trò chuyện với cô giáo, cũng là ân nhân của Nhật Vi. Thì một lần nữa, ba nhân vật ngày hôm nay đến với tất cả mọi người đúng không ạ? Vậy như em thấy là ngồi bên cạnh em là cô Keiko, là cô hiệu trưởng của trường mẫu giáo mình. Dạ. Còn đây là cô Bayashi Shinsei, là cô chuyên gia dinh dưỡng, cũng là bếp trưởng của bếp. Còn đây là chị Arizumi, là vô cùng lúc với em luôn. Dạ. Đồng nghiệp với em. Tiếp xúc với Nhật Vi, cô cảm thấy Nhật Vi là một người như thế nào? なんか本当にお母さんなのかなと思って可愛らしくてね、まだ本当にお若かったでしょ、だから見かけはまだ本当にちょっと幼くてね、可愛いお母さんかなと思ってたけど、結構本当にしっかりしてらして、ミリちゃんに対してもちゃんとね、その子供をしっかり育てたいっていう気持ちがちゃんと伝わってきました、こっちにね。それで本当に真面目に
いろんなこと一生懸命されてるなと思ったので、そうだよね、はい、ありがとうございます。ただ一番初めに B さんがリンゴだったかな、包丁でリンゴの皮だったかな、剥くときが B さんは外に行ったその剥き方にすごい驚いて、あの手切らなきゃいいのになみたいな、あのそうドキドキして自分の娘と変わらないので娘のようで可愛いです。海外に来てで日本で仕事するっていうことでもうすごい尊敬するんですけど、あの日本語も一生懸命覚えようとするし、本当にあの明るくていつも笑ってて、でもう優しいし気も利くし本当の。Nhật Vi luôn muốn có một dịp được cảm ơn các cô giáo đã giúp đỡ mình rất nhiều từ khi chân ướt chân ráo tới Nhật mưu sinh. Sau khi hết giờ làm việc thì Hoàng tới thăm nhà của Vi. Đây chính là ngôi nhà của em. Xe nhỏ nhỏ là của Vi á. Còn xe sáng giờ đi là của chồng. Ok, tính tình. Xin chào. Xin chào anh Taka, kia ta kia đã đi làm về rồi. Tadaima. Rồi. Nhà rất là đẹp. Mát nữa. Nhà đẹp quá, nhà đẹp quá. Đây là không gian phòng khách này. Bên trong là không gian để bé Miri có thể vui chơi này. Wow, căn bếp xây dựng có một cái quầy bar ở giữa, à, bàn ăn đẹp lắm, nhà cả một cái trang bị đầy đủ hết, dạ. Là tuyệt vời, đâu. Một nhà này là trang trí tay đầy đủ tiện nghi, hiện đại hạnh phúc. Mình đã mời ba cô giáo đến đây rồi, mà mình muốn chuẩn bị quà, mà quà đó là quà gì đây? Thì là tùy thuộc vào em rồi đó, anh là không biết rồi đó, anh không có làm Nhật Bản, không biết mua quà gì đó phù hợp đâu. Dạ, thì em nghĩ là nên nấu các món ăn Việt Nam. Nấu ăn hả? Dạ. Oh, Việt Nam luôn. Dạ, món Việt luôn. Tết có về Việt Nam chơi một tuần cho nên em cũng mua thiệt là nhiều. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Ok. Hey. Hey. Cố lên. Cố lên. À, xin mời, xin mời. À. Rồi, Miri cứ ngồi đó chơi nha con. Cứ ngồi đó chơi. À, ok. Vi sẽ gọi điện thoại mời các cô giáo đến nhà mình ăn tối. Ủa dao này sắc được hay không? Ôi tôi dao xong màu trắng tiếp rồi. Dạ được anh. Dạ hả? Ôi, hơi bị bén luôn đấy. Nhựa hả? Nó dao nhựa mà nó bén cực kỳ. Dao nhựa không á? Dao nhựa nè. Ủa xa là ủa xa là. Anh Takaki cũng vào bếp giúp đỡ vợ mình. Cái này là gì? Cuối cùng thì bữa tối cũng hoàn thành rồi. Ôi, chắc có cô tới rồi, chắc có cô tới rồi. Cả nhà chờ một xíu nha. Dozo itadasai. Konnichiwa. Wow. Please come in. Dozo itadasai. Con kính thưa trên hoàng trọng và đông như cầu. Món quà của mình đâu? Món nhỏ đẹp của họ là mắc lắm. Kính thưa ba cô, và đây chính là món quà mà Nhật Vy muốn dành tặng cho cả ba cô ạ. Đây là những món ăn mang hương vị của Việt Nam. À, những món ăn đầy tấm lòng của Nhật Vy muốn gửi gắm đến tất cả các cô ạ. À. Bởi vì ở Việt Nam, khi mà người vợ nấu ăn ngon, người chồng sẽ thưởng cho người vợ một nụ hôn lên má. Nên mà rapper xin phép các cô, anh ta Kaki sẽ thưởng cho Nhật Vy một nụ hôn lên má được không ạ? Anh Hoàng thích hôn luôn. Tôi thích lắm. Dễ đương. Giây phút này thiên ly đúng thôi. Dễ đương, dễ đương. Và bây giờ Hoàng rapper có một món quà bất ngờ dành cho Nhật Vy. Vào tuần sau sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt, đó chính là sinh nhật của Nhật Vy. Thì để mang lại sự may mắn dành cho Nhật Vy, em xin mời cả nhà mình cùng nhau hát bài Happy Birthday để tặng cho Nhật Vy được không ạ?
Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Kính thưa quý vị, như vậy là chuyến hành trình người kết nối của Hà Rapper tại đất nước Nhật Bản, đất nước của xứ sở hoa anh đào cũng đã khép lại rồi. Và rất nhiều kỷ niệm đẹp được mang lại trong ký ức của Hà Rapper bởi sự thân thiện, văn minh, tiến bộ và ý thức của tất cả các người dân Nhật Bản. Và đặc biệt là những câu chuyện khác nhau của từng nhân vật, Hà Rapper đã hiểu được những nét đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống này thật là tốt biết bao. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Hà Rapper cùng với tất cả mọi người trong gia đình xin được phép chào tạm biệt. Bye bye.